Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập cận bình hôm thứ sáu nói với cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc hy vọng có sự ổn định và bền vững trong mối quan hệ với Mỹ tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng qua. Ông Tập cho hay chính phủ của ông theo dõi kỹ lưỡng các diễn biến sau ngày bầu cử ở Mỹ và nay là giai đoạn quan trọng của cuộc chuyển tiếp chính trị. Ông Tập cũng cho hay đã gặp Tổng thống Barack Obama thời gian gần đây và nói chuyện bằng điện thoại với Tổng thống Tân cử Mỹ Donald Trump. Ông Kissinger năm nay 93 tuổi, thường xuyên tới Trung Quốc, nơi ông rất được trọng vọng vì đã đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington qua những chuyến đi đêm thời thập niên 70, dẫn tới việc Mỹ bỏ công nhận Đài Loan và chuyển sang quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tuy ông Trump từng có lời đe dọa sẽ đưa ra các mức thuế nhập cản cao đánh vào hàng hóa Trung Quốc, thì nhiều phân tích gia chính trị Trung Quốc cho rằng ông không là mối lo ngại như bà Hillary Clinton, người được coi là tìm cách ngăn chặn sự phát triển quyền lực của Trung Quốc trên trường quốc tế.